Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc. Cơ quan Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy trao tặng gạo cho hộ nghèo ở xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê. Thành phố Hà Giang bị ngập úng cục bộ do mưa lũ trong những ngày vừa qua. Cuối chương trình là mục điểm thời sự trong tuần với các tin quan trọng. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 7, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị huyện Mèo Vạc đã tiến hành tiếp xúc cử tri thị trấn Mèo Vạc. Tham gia tiếp xúc cử tri có ông Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin tới cử tri thị trấn Mèo Vạc kết quả kỳ họp thứ 11 chuyên đề và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Trên tinh thần tập trung dân chủ, cử tri thị trấn Mèo Vạc đã kiến nghị một số vấn đề như đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Yên Minh Mèo Vạc, quan tâm đầu tư đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, tăng cường chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm thị trấn, đề nghị tăng giá đền bù khi thu hồi đất để xây dựng công viên cây xanh khu vực tượng Bác Hồ, quan tâm sớm thành lập bộ máy bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên Trí Sán, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy, đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp cải tạo trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, tăng kinh phí cho các đoàn thể thị trấn. Trên cơ sở đó, một số ý kiến kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo thị trấn Mèo Vạc trả lời giải đáp. Thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đã thông tin và trả lời, làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền thị trấn Mèo Vạc cần xác định rõ vai trò tiên phong đi đầu trong thực hiện phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quản lý đô thị, quy hoạch đất đai xây dựng, đẩy mạnh và duy trì thường xuyên chỉnh trang đô thị, phát triển thương mại dịch vụ, hạ tầng phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn. Vừa qua, đồng chí Bàn Ngọc Tấn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thành viên tổ công tác theo quyết định của Tỉnh ủy đã thay mặt cho Công đoàn Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Quỹ vì đồng bào trao tặng gạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê. Công đoàn Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Quỹ vì đồng bào đã trao tặng 2 tấn gạo cho 100 hộ có nguy cơ đói trong mùa giáp hạt tại xã Lạc Nông, mỗi hộ 20 kg gạo với tổng kinh phí 26 triệu đồng. Việc hỗ trợ gạo cứu đói kịp thời góp phần giúp đỡ những hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, ổn định cuộc sống. Cũng nhân dịp này, đồng chí Bàn Ngọc Tấn, Phó chủ nhiệm Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đã đi kiểm tra các công trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã. Đến thăm hộ gia đình anh Nguyễn Văn Kết, thôn Bản Noang, được nhà nước hỗ trợ tiền tu sửa lại nhà ở và hỗ trợ bò sinh sản phát triển sản xuất cho hộ nghèo. Kiểm tra công trình dân vận động thôn Bản Khén, công trình hiện đang chuẩn bị được nghiệm thu để sớm được đưa vào sử dụng. Chiều ngày 1 tháng 7, các đồng chí lãnh đạo huyện Mèo Vạc đã thay mặt cho ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh trao tặng gạo cho người dân một số xã trên địa bàn huyện. Ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 5 tấn gạo cho người dân có nguy cơ đói trong mùa giáp hạt của huyện Mèo Vạc. Thay mặt ông Đoàn Ngọc Hải, các đồng chí lãnh đạo huyện Mèo Vạc đã trực tiếp đến trao tặng gạo tận tay người dân. Căn cứ vào số khẩu và số hộ gia đình có nguy cơ đói, huyện đã phân bổ gạo cho người dân 7 xã. Theo thống kê, do thời tiết nắng hạn kéo dài vừa qua đã làm ảnh hưởng đến đời sống và thiệt hại hoa màu của trên 4.000 gia đình. Để đảm bảo đời sống của người dân mùa giáp hạt, huyện Mèo Vạc đã tích cực kêu gọi, vận động từ các tổ chức đơn vị, đoàn thiện nguyện, cá nhân hỗ trợ. Đến nay đã vận động kêu gọi được trên 35,8 tấn gạo hỗ trợ người dân mùa giáp hạt. Vừa qua, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2023, triển khai giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023-2025 và định hướng triển khai giai đoạn 2026-2030. Trong thời gian qua, Bộ Y tế và các bộ ngành trung ương, địa phương đã phối hợp trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, điều hành và hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Bộ Y tế đã bám sát các nhiệm vụ được giao tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương, các chương trình mục tiêu quốc gia, để khẩn trương triển khai thực hiện nội dung y tế thuộc các chương trình, gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tại Hà Giang, việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong những năm qua có ý nghĩa quan trọng và ảnh hưởng tích cực đến đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh.
Các chương trình mục tiêu quốc gia đã đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025 và công cuộc giảm nghèo. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình tại các địa phương, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn trong thời gian tới. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Xín Mần phối hợp với Sở Y tế tổ chức lễ phát động triển khai đề án thí điểm nâng cao chất lượng trạm y tế tại xã Thèn Phàng. Đề án 544 về triển khai thí điểm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2023-2025 nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở, đặc biệt là tuyến xã, đảm bảo cung ứng đầy đủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn, cung ứng dịch vụ theo hướng toàn diện, liên tục, phối hợp và lồng ghép chặt chẽ giữa dự phòng và điều trị, đảm bảo công bằng, hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe mọi người dân. Với mục tiêu triển khai đề án, huyện Xín Mần thí điểm nâng cao chất lượng trạm y tế tại xã Thèn Phàng thực hiện trong giai đoạn 2023-2025. Trong đó tập trung vào đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng cường đào tạo nhân lực, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin, lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân. Góp phần nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ y tế tại xã Thèn Phàng nói riêng và các trạm y tế xã trên địa bàn huyện nói chung. Ngày 2 tháng 7, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hà Giang phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức phát động chương trình Hiến máu tình nguyện năm 2023 với chủ đề Hiến máu hôm nay, sức khỏe ngày mai. Hưởng ứng lời kêu gọi tham gia Ngày hội Hiến máu tình nguyện, lực lượng quản lý thị trường năm 2023 và Hiến máu tình nguyện phục vụ công tác phẫu thuật cho trẻ khuyết tật năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, Cục Quản lý Thị trường tỉnh huy động toàn thể cán bộ, nhân viên trong lực lượng tham gia chương trình với thông điệp dòng máu mới cho bạn, cho tôi, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, mong muốn sẽ có được những đơn vị máu tốt nhất phục vụ cho người bệnh. Đây là hoạt động tình nguyện đầy ý nghĩa, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, chia sẻ cùng cộng đồng của cán bộ, công chức, người lao động của Quản lý Thị trường tỉnh Hà Giang. Thông qua hoạt động góp phần tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động về ý nghĩa của hoạt động hiến máu nhân đạo, đem lại sự sống cho người bệnh. Tại chương trình đã có 18 cán bộ, nhân viên quản lý thị trường đủ điều kiện hiến máu, đã thu được 18 đơn vị máu để phục vụ công tác phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trận mưa to kéo dài vào đêm và rạng sáng ngày 2 tháng 7 đã gây ngập úng cục bộ tại một số điểm, khu vực trên địa bàn thành phố Hà Giang. Không có thiệt hại lớn về tài sản, song đây đều là những điểm ngập úng diễn ra nhiều năm nay, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Phản ánh của các phóng viên thời sự. 4 giờ sáng khi trời bắt đầu đổ mưa to, gia đình bà Hà Thị Liên, phố Tôn Đức Thắng, tổ 14, phường Trần Phú đã nhanh chóng di chuyển tài sản lên vị trí an toàn. Và chỉ sau một thời gian ngắn, toàn bộ tầng hầm của căn nhà đã chìm trong nước với độ sâu từ 50 đến 60cm. Bà Liên cho biết tình trạng này đã diễn ra từ nhiều năm nay nên gia đình cũng đã có nhiều kinh nghiệm phòng tránh mỗi khi trời mưa to. Trước lúc 5 giờ thì mưa còn bé bé thôi, nhưng mà đến lúc 5 giờ mưa hơi to dần thì là nhà đã chủ động là phải di xe ra chỗ khác, ra nhà bên cạnh kia gửi xe. Cả xe máy, xe ô tô là mang ra ngoài hết rồi. Thì các cái đồ đạc mà mọi khi bình thường để ở dưới tầng thì là cũng nhấc lên trên bếp, trên nhà rồi. Cũng như gia đình bà Liên, gia đình anh Lê Quang Hùng lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng mấy bao cát qua nhà. Khi nước của tuyến phố bắt đầu dâng lên cũng là lúc những bao cát, tấm bạt được gia đình anh sử dụng để ngăn nước vào nhà. Gần như là cứ mưa to lại phải thức, nó là di chuyển đồ đạc. Thậm chí là nhiều khi không di chuyển kịp còn hỏng hết đồ đạc. Đó, rất nhiều nhà bị chứ phải không? Đó. Nên là đề nghị là nhà nước là còn mỗi cái đoạn này thôi, có nhiều đâu. Mỗi đoạn này tất cả làm hết rồi, bây giờ còn mỗi cái đoạn này là của cái tổ này là chưa làm. Các bên kia làm xong hết rồi. Mỗi đoạn này là chưa làm, rất khổ sở cái đoạn này. Đêm và rạng sáng ngày 2 tháng 7 mưa to kéo dài gây ngập úng cục bộ tại một số điểm khu vực trên địa bàn thành phố Hà Giang. Về cơ bản không có thiệt hại lớn về tài sản, song tình trạng cứ mưa to là ngập đã diễn ra nhiều năm nay, phần nào cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Nhóm viên thời sự chúng tôi đang có mặt tại tổ 14 phường Trần Phú thành phố Hà Giang. Như quý vị đã thấy, toàn bộ tuyến phố đã bị ngập sâu từ 50 cho đến 60 cm. Ngoài yếu tố bất thường của thời tiết thì cái vấn đề rãnh chưa được nâng cấp và ùn ứ trong thời gian dài đã khiến cho tình trạng nước ngập úng dâng cao và rất khó thoát nước trong thời điểm hiện tại.
Ngay trong sáng ngày 2 tháng 7, cấp ủy, chính quyền cơ sở cũng đã xuống hiện trường, nắm bắt tình hình, đồng thời định hướng nhân dân khơi thông cống rãnh ở những vị trí bị tắc. Sau đó, cho đến 10 giờ ngày 2 tháng 7, cơ bản nước đã rút, không còn điểm ngập úng, cuộc sống của các hộ dân đã trở lại bình thường. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến khoảng ngày 10 tháng 7, khu vực miền Bắc sẽ trải qua một đợt nắng nóng kéo dài, có thể có tố lốc, mưa to. Do đó, các địa phương và các hộ gia đình cần quan tâm, theo dõi sát thông tin diễn biến của thời tiết để có biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi thiên tai xảy ra. Thưa quý vị, hiện nay nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư nâng cấp, nhưng việc bảo trì, bảo dưỡng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Trong khi lưu lượng phương tiện vận tải ngày càng gia tăng, nên nhiều tuyến đường dễ xảy ra nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa lũ. Xác định bảo đảm giao thông là một nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong mỗi mùa mưa lũ, nên ngay từ những tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã xây dựng các phương án ứng phó, khắc phục đảm bảo an toàn giao thông. Với sự biến đổi và diễn biến phức tạp của thời tiết, khiến mùa mưa bão trên địa bàn tỉnh Hà Giang những năm qua rất bất thường, hay xảy ra lũ quét, sạt lở đất, gây ách tắc giao thông. Nhằm ứng phó kịp thời và xử lý nhanh các tình huống xảy ra, Công ty Cổ phần Đường bộ 1 Hà Giang đã phối hợp với Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ tỉnh tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống đường giao thông, xem xét tình trạng, nắm thông tin, xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra, nhằm đảm bảo giao thông thông suốt. Đơn vị quản lý đường bộ được giao quản lý tuyến chính huyết mạch là tuyến quốc lộ 4C. Đặc biệt là tuyến quốc lộ 4C những năm gần đây ấy, là cái mật độ giao thông rất là đông, nó gắn liền với cao nguyên đá. Với phương châm và trách nhiệm của đơn vị được giao, trong mùa mưa lũ chúng tôi luôn sẵn sàng phương châm 4 tại chỗ để luôn luôn đảm bảo tuyến giao thông được thuận tiện nhất. Hiện nay hệ thống đường quốc lộ chạy qua địa bàn tỉnh có chiều dài 453 km, đường tỉnh lộ dài 379 km. Đường huyện dài 1.809 km, đường xã là 4.588 km và đường đô thị 175 km. Các tuyến khác như quốc lộ 4C, 34, 279 và đường địa phương đều có cấp hạng kỹ thuật thấp, đầu tư xây dựng không đồng bộ. Nhiều huyện trong tỉnh đã được nhà nước đầu tư mở mới nhiều tuyến đường cũng như nâng cấp, cải tạo đã và đang tạo điều kiện cho người dân thông thương hàng hóa, nhất là công tác ứng phó, đảm bảo giao thông mỗi khi mùa mưa lũ về với phương châm 4 tại chỗ. Cũng nhằm đảm bảo giao thông đi lại thì cũng Ban Quản lý của Sở Giao thông cũng thường xuyên nhắc nhở chỗ đơn vị bảo dưỡng là bên đoạn 1 thường xuyên kiểm tra những vị trí nguy cơ sạt lở và cũng khuyến cáo những lúc sạt lở thì cũng có biển chỉ dẫn cho người tham gia giao thông và cũng tăng cường là kiểm tra những cái đoạn nguy cơ mà sạt lở trên tuyến quốc lộ. Có thể thấy, với những nỗ lực của ngành giao thông vận tải và các địa phương trong việc đảm bảo an toàn giao thông trước mùa bão lũ đã góp phần đảm bảo giao thông thông suốt, giảm tai nạn giao thông. Đây cũng chính là một trong những mục tiêu mà Ban An toàn Giao thông tỉnh chỉ đạo quyết liệt trong suốt thời gian qua. Bởi với mỗi tuyến đường luôn được thông suốt, an toàn trước và trong mùa mưa lũ sẽ góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mùng 1 tháng 7, chúng tôi đã phản ánh những bất cập trong công tác quản lý giết mổ, vận chuyển và kinh doanh sản phẩm thịt lợn trên địa bàn thành phố Hà Giang. Phải khẳng định rằng tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay, song thành phố Hà Giang vẫn đang loay hoay, chưa có biện pháp quản lý. Vậy câu hỏi được đặt ra là vì sao việc quản lý các cơ sở giết mổ gia súc không phép tại nhà dân lại gặp khó khăn? Phóng sự ngay sau đây sẽ đề cập đến một phần nguyên nhân của tình trạng này. Theo tổng hợp của trạm chăn nuôi thú y trong 5 tháng đầu năm 2023, tổng số lợn giết mổ tại 3 cơ sở giết mổ tập trung đã được cấp phép của thành phố Hà Giang là 4.192 con. Trung bình mỗi ngày toàn thành phố Hà Giang có 28 con lợn bày bán ngoài thị trường được kiểm dịch. Trong khi đó, lượng thịt lợn tiêu thụ trung bình toàn thành phố là từ 60 đến 80 con một ngày. Như vậy, 40% đến 60% lượng thịt lợn tiêu thụ trên thị trường thành phố Hà Giang hiện nay là chưa qua kiểm dịch. Về cái cơ sở giết mổ nhỏ lẻ thì nó dao động tùy thời điểm, nhưng nó dao động từ 40 đến 60 cơ sở cơ. Mà trong đó cơ sở mà được phép nhà nước cho phép hoạt động, cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động thì là có 2 cơ sở thôi. Đối với các cơ sở còn lại thì cũng giao cho các xã phường quản lý bằng việc là thống kê rà soát và trực tiếp là xử lý theo quy định. Nhưng mà cái vấn đề là xử lý hiện nay rất là nan giải, là chưa thực hiện được. Tại lò giết mổ tập trung của công ty trách nhiệm hữu hạn AH Hà Giang, mặc dù đã được đầu tư 2 dãy nhà với quy mô giết mổ 200 con mỗi ngày,
Tuy nhiên, theo người quản lý tại đây cho biết, mỗi ngày chỉ có từ 15 đến 22 con lợn được giết mổ tại đây. Chính vì vậy, một trong hai dãy nhà của lò giết mổ không sử dụng đến. Nhất là bây giờ, đa số những hộ người ta mổ nhiều, người ta mổ nhà hết rồi. Mổ nhà. Và trên địa bàn hiện tại bây giờ có hai lò mini nữa. Thành ra là số lượng các hộ tiểu thương ở đây rất là ít. Còn theo lãnh đạo phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, trên địa bàn phường hiện nay còn 3 hộ giết mổ gia súc tại nhà. Mặc dù chính quyền cơ sở đã nhiều lần tuyên truyền, xử phạt hành chính, song các cơ sở này vẫn ngang nhiên tồn tại nhiều năm. Trong khi đó, mức xử phạt vi phạm hành chính và việc đánh giá tác động ô nhiễm môi trường đều vượt quá thẩm quyền của phường. Bất lực thì chưa phải là bảo là bất lực thì sẽ có... Hiện nay thì cái tình trạng đấy thì thật sự mà nói thì ở đối với cấp phường thì để mà thực hiện cái xử phạt vi phạm hành chính thì là đã là vượt qua thẩm quyền của cấp phường. Đối chiếu các văn bản quy định thì 3 hộ gia đình là giết mổ tại khu dân cư là sai, là vi phạm rồi. Nhưng chúng tôi cũng đã tuyên truyền, trách nhiệm của tổ khu phố chúng tôi đã có tích cực tuyên truyền, các đoàn thể cũng vào cuộc rồi, nhưng mà vì cái gia đình này người ta cũng cũng phải vận dụng, nhưng một số văn bản chưa hợp lý hóa thì người ta cũng vẫn còn để tận dụng đất đai người ta giết mổ tại nhà. Còn theo luật thú y, quy định các cơ sở giết mổ gia súc phải được cấp phép đồng thời cách xa khu dân cư từ 500m trở lên. Các cơ sở hộ gia đình giết mổ gia súc khi chưa được cấp phép sẽ bị xử phạt từ 6 đến 8 triệu đồng. Chúng ta phải vào cuộc từ cấp huyện đến cấp xã, đến thôn bản. Và cái thứ hai nữa là phải phát huy được cái vai trò của các ban quản lý chợ để quản lý đầu vào đối với các sản phẩm được bày bán trong chợ. Cái thứ ba nữa đó là phải phát huy được cái vai trò của cái đội, của cái lực lượng liên ngành trong công tác hoạt động về quản lý giết mổ cũng như là buôn bán gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh. Phải nhấn mạnh rằng tình trạng giết mổ gia súc không phép tại nhà ở thành phố Hà Giang làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân đã diễn ra từ nhiều năm nay. Thực trạng này cũng đã được phản ánh tới các cấp chính quyền, các buổi tiếp xúc cử tri. Thậm chí là bà con còn có cả đơn thư phản ánh lên phường, lên thành phố nhưng không được giải quyết dứt điểm. Thì tiếp xúc thì chúng tôi cũng rất là kiến nghị và đề nghị cấp trên xuống để giải quyết, nhưng thực tế chỉ chấp sách vỏ đấy thôi, chứ không để thể xuống được dưới này mà giải quyết được những cái vấn đề này thì cứ xong bao nhận lời xong là thôi. Theo như ban chợ đánh giá thì các xã phường vẫn chưa làm tốt về cái việc này, bán tràn lan rồi, bán rong hay bán ở tất cả các vỉa hè lòng đường rất là nhiều, cho nên công tác quản lý về giết mổ trong chợ rất gặp nhiều khó khăn. Khi mà cơ quan chuyên môn thiếu người, thiếu phương tiện, còn chính quyền phường có người, có phương tiện lại vượt quá thẩm quyền, đã khiến cho các cơ sở giết mổ gia súc không phép ngang nhiên hoạt động. Những điều này gây bức xúc trong dư luận, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, đồng thời tạo sự bất bình đẳng trong kinh doanh. Do đó, để giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống mới, thiết nghĩ bên cạnh việc chấp hành quy định pháp luật của các hộ gia đình kinh doanh giết mổ gia súc, thì rất cần có sự quyết liệt thường xuyên của chính quyền cơ sở. Vừa qua, tại nhà văn hóa thôn Phố Chợ, xã Mậu Duệ, Tòa án Nhân dân huyện Yên Minh tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, vào khoảng 12 giờ 45 phút ngày 29 tháng 12 năm 2022, Tẩn A Bằng, sinh năm 1989, trú tại thôn Phiêng Đế, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, thực hiện hành vi tàng trữ hơn 15 gam ma túy loại heroin nhằm mục đích để sử dụng thì bị phát hiện bắt quả tang. Hành vi của bị can Tẩn A Bằng đã phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại điểm G, khoản 2, điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tẩn A Bằng 8 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Phần cuối của chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp lại biên tập viên Trần Trang để điểm lại những sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7. Xin mời biên tập viên Trần Trang. Vâng, xin được cảm ơn chị Thúy Nội. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày từ 29 tháng 6 đến 1 tháng 7, đoàn công tác do đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 tại huyện Quản Bạ và có các hoạt động tặng quà tri ân tại tỉnh Hà Giang. Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Quản Bạ, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang đã thông báo tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 5. Trên tinh thần dân chủ, cử tri huyện Quản Bạ đã có nhiều ý kiến kiến nghị như bổ sung biên chế giáo viên, giải quyết những vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, vấn đề quy hoạch. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh và các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội đã giải trình các vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền, đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang cần tiếp tục đoàn kết, nỗ lực thống nhất thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần tiếp tục thực hiện tốt các đột phá chiến lược về hạ tầng giao thông để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giao thương biên mậu, thu hút đầu tư. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hà Giang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh và đoàn công tác đã viếng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, dự lễ thượng cờ tại cột cờ quốc gia Lũng Cú, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại thành phố Hà Giang và nhiều phần quà khác cho hộ nghèo tại các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc. Trong tuần, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử tại các địa phương đã thực hiện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 11 chuyên đề và thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 nhiệm kỳ 2021-2026 tới các cử tri. Cử tri các địa phương đã thẳng thắn nêu các ý kiến kiến nghị liên quan đến chính sách, cơ chế và an sinh xã hội. Đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các địa phương đã giải đáp những kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các ý kiến kiến nghị khác để chuyển cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất. Các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn cấp ủy, chính quyền và người dân các địa phương tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế, tích cực chỉnh trang đô thị, xây dựng khu phố văn minh, xóa bỏ các phong tục tập quán không phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Ngày 27 tháng 6, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, quyền Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Hà Giang. Trên cơ sở báo cáo của lãnh đạo các sở ngành, ban quản lý dự án về tiến độ, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đặc biệt là khâu giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư cho những hộ phải di rời, quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh, dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội lớn để xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang. Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo các sở ngành, ban quản lý dự án với chức năng nhiệm vụ của mình cần phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai công việc một cách đồng bộ, làm đến đâu chắc đến đó. Đối với ban quản lý dự án, trên cơ sở mặt bằng sạch đã được giao, chỉ đạo đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo thời gian, chất lượng công trình. Sáng ngày 30 tháng 6, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết đề án số 06 ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đảng viên giai đoạn 2021-2025 và chỉ thị số 12 ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phát biểu kết luận hội nghị, quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới là nhiệm vụ then chốt, quan trọng, thường xuyên liên tục trong công tác xây dựng đảng. Các chi bộ cần lãnh đạo thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên, gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Về nội dung sinh hoạt chi bộ, phải gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, kịp thời phát hiện đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ngay từ chi bộ. Trong các ngày từ 27 đến 29 tháng 6, trên 6.200 thí sinh của Hà Giang đã hoàn thành các bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Kỳ thi được đánh giá an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Hội đồng thi tỉnh Hà Giang có 32 điểm thi, trong đó có 5.422 thí sinh trung học phổ thông, 521 thí sinh giáo dục thường xuyên và 343 thí sinh tự do. Kết thúc các buổi thi, có 22 thí sinh vắng thi môn ngữ văn toán, 2 thí sinh vắng thi môn hóa học và sinh học, 20 thí sinh vắng thi môn lịch sử, địa lý, 17 thí sinh vắng thi môn giáo dục công dân và 16 thí sinh vắng thi môn tiếng Anh. Tất cả các thí sinh tham gia kỳ thi và cán bộ làm thi đều nắm rõ quy chế thi và thực hiện nghiêm túc. Các điểm thi hoàn thành phần coi thi an toàn, nghiêm túc. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần. Mục điểm thời sự trong tuần cũng đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.